là bắt đầu là xuống trà nè quý vị. Trà này bây giờ là phải nói là đúng ra là phải nói là chặt lắm rồi. Quý vị thấy là bây giờ là phải đông dữ lắm. Đây bây giờ là phải nói là xe nó chặt bây giờ lên đến mà phải nói là đông nó dữ dằn. Rồi. Rất đông, quá đông quý vị ơi, vấn này là phải đông dữ dằn đông coi nè, số lượng người ta phải nói là khủng khiếp luôn. Cái này là còn hơn là Minh Tệ nữa nghe quý vị, còn hơn là Minh Tệ. Chào, không ai hả? Rồi chào. Ô, bữa nay đi lễ ha. Lâu gặp quá ha. Quá đông. Rồi, chúng ba mới xuống tới hả? Ồ, chào hỏi. Quá đông. Trời đất này là bắt đầu là chuyển mưa quý vị, mà người ta bà con quá đông quý vị ơi. À, bây giờ tất cả như xe hơi là một hai chiếc là cho xuống thôi, chứ thực tế ra là giác này là không cho xe hơi xuống nữa rồi. Giác này là phà, là giác này là cho người ta xuống không, chứ không có cho xe hơi xuống nữa.
gỡ nút ra tôi làm bạn cái. Gỡ nút ra tôi uống bạn cái. Ăn bài đâu nhớ quen quen ta. Long An hả? Phải nhìn chắc lầm người. Nhìn thấy lầm người. Thấy quen quá. Tôi mến mộ đức thầy tôi mới về nè. Dạ vậy hả? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Bây giờ sau này mình gặp lại ha. Cầm cái này cái bắt đầu là nữa là sẽ gặp tôi. Dạ, chào anh. Dạ, gặp tôi trên máy luôn. Có số Zalo và điện thoại trong đó luôn. Cái kinh đó là kinh của tôi đó, kinh Thánh Địa miền Tây á. Nhưng mà anh là người ở đâu? Tôi hả? Tôi ở đây, ở ngang Chùa Trang á. Trang Cổ Tự á. Tức là ở bên Chợ Mới đi xuống 13 cái số. Ở Long An tôi quen nhiều lắm mà. Long An này có quen một cô giàu bán chai ở Long An đó. Cũng có cái tiệm nó lớn lắm. Bán chai từ thiện. Mới có 6 giờ sáng rồi quý vị, mà bây giờ như vậy là người ta mới đông như vậy đây.
Thấy không? Đang đi lễ đang rất đông, rất đông. Không có nghe, chắc này không có nghe rồi, quá đông lắm rồi. Quay trong coi một đoạn phim chơi. Đi qua đây. Đông ở đây, năm nay đông khủng khiếp luôn, đông dữ lắm. Từ bến đò lên đây khoảng 2 cây số, coi như là chen chân không lọt luôn. Quá đông, đông lắm, năm nay là đông dữ lắm. Năm nay là cực kỳ đông. Ở đây là tới nhà lưu niệm rồi nè. Hồi đó giờ có đi đây lần nào chưa? Có đi lần nào chưa? Có đi lần nào chưa? Có đi đây lần nào chưa? Có đi lần nào chưa? Có đi lần nào chưa? Nè, tôi quay cho coi nè. Lưu niệm là tại chiếc xe của Đức Thầy. Đây là chiếc xe là hồi trước là mà ông Chí Giỏi cấp cho Đức Thầy một chiếc xe mà để là lưu niệm nè. Chiếc xe trong này, chiếc xe hơi của Đức Thầy, chiếc xe chào Pháp á. Còn đây là bắt đầu là chúng ta đi bước qua chùa An Hòa Tự. Đây, bây giờ để tôi quay lại cái cảnh chùa An Hòa Tự, tôi quay cho thấy cảnh chùa An Hòa Tự. Thấy không? Thấy rõ không? Thấy rõ ra, để rõ tôi quay lại như căn cái chùa An Hòa Tự. Đây, cái này là chùa An Hòa Tự nè. Bắt đầu tôi quay cảnh chùa An Hòa Tự cho thấy. Rồi. Rồi chút xíu nữa là tôi sẽ quay một đoàn xe hoa. À, đây là quý vị khách này ở xa không à. Đây chùa An Hòa Tự. Mình qua đây chú ơi, ông sao hỏi rồi. Đi, qua đây ngoài, đi qua tốt bên kia luôn. Qua bên Dương Cầu Đạn đi một vòng đi hả đảo lại. Ở đây nhiều chiếc lắm. Ở đây là chỉ mới chiếc đầu tiên thôi. Bây giờ đi dài bên kia nhiều chiếc lắm. Chút xíu tôi quay cho coi nhiều chiếc.
đi không? Vậy thôi đi ha, rồi để nữa quay xã cho coi. Rồi, rồi. Xin đề nghị qua ngành chung mời các em học sinh thay trở về phía sau trình lễ thầy trước khi giờ bỏ tiền đài. Kính lễ kính quảng cáo cho. Ở đâu đi quay phim chụp hình đây em bạn? An Giang cho đốc. An Giang cho đốc hả? Oh, chụp hình đẹp quá. Tên gì đây ông bạn? Quảng cáo cho. Tuấn hả? Tuấn giúp ảnh nha. Hình đẹp quá. Cái này tướng của ông hay gì mà ông chụp đẹp gì vậy? Khách ra tôi tưởng ông mà đẹp dữ vậy chứ. Đây là những sáng qua thử đèn này. Đây là An Hòa Tự. Nãy còn rồng hồi nãy đó, dưới giờ này là của Mỹ Bùi Lấy. Còn đây bắt đầu nè. Thì đây là từ xã này chị. Tất cả những là xã gì đó. Đó bây giờ cái này xã gì đây? Xã Phú Thọ, đây là bảo, đây là xã Phú Thọ. Cái giác này bắt đầu là chưa có diễn hành, thành thử ra là những cái con rồng bây giờ bao lại hết rồi. Bây giờ cái dàn đèn thì lúc này là chưa đẹp nha, cái dàn đèn lúc này là chưa đẹp. Thì tối nó mới cái dàn đèn mới có lên là mới có đẹp, dán này là chưa đẹp đâu. Còn đây là coi như là tượng trưng cho là chương chắc chương nhị. Ở đây là coi như là ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú An. Cái này là xã Phú An, tức là đây là ngay chỗ ông tượng là tượng trưng cho là tối đây là có chương chắc chương nhị ngồi trên đó. Bạn đẹp trai quá. Ô khỏe, đi dai có bà xã đi không? Đi đâu cũng có bà xã đi ha. Đây nữa là mấy cái nón đó là mấy cái nón quân mà đội đó. Đó mấy cái nón là đội lên là mấy cái nón là quân đội. Còn đây là ban trị sự xã Tân Trung. Đây cái hình này thầy là chỉ thích cái hình thầy nè. Mấy chị ơi, mẹ chọn luôn á, mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị ơi.
bắt ta đi, bắn ta đi, bắn ta đi. Đi là hai máy. Dạ. À, qua mới tới, chút xíu rồi gặp nói chuyện rồi chơi nha. Đâu bà nào? Đâu bà nào đâu? Đâu đâu? Đâu cô nào đâu? Ờ à, tuôn trước rồi hả? Thôi qua để chút xíu là hẹn lại quay ra, hẹn rồi chưa đi. Bây giờ đang quay rồi. Mẹ chạy, mẹ chọn luôn nha mấy chị ơi. Đây là ảnh hay là ảnh đứng đó chị, đây là ảnh đứng nè. Ồ, tới đây làm hồi nào đây ông bạn? Rồi bây giờ đêm nay là khoảng mấy giờ mình đi diễn hành nè? Ủa, diễn ở đây là diễn ở đâu? Ủa, tại đây thôi, xe là đậu đây chứ không có đi ha. Rồi ngày mai khoảng mấy giờ mới đi? Vậy hả, 5 giờ sáng rồi khởi hành nha. Rồi chào bạn nha, 5 giờ sáng rồi sẽ có mặt. Ở cái mặt trước ở đâu anh, chỗ Phùng Binh mà chỗ Phà hả? Chỗ Phà hả, bây giờ thẳng ngay qua đó. Rồi, dài, đúng rồi, đúng rồi. À, còn đây là ban trị sự xã Tân Hòa. À, đây là ban trị sự của xã Tân Hòa. À, đây là có con Phụng, đây là con Phụng Hoàng đấy chị. À, đây là con Phụng Hoàng. Ở đây con Phụng quá đẹp rồi. Còn đây là ban trị sự xã Phú Thọ. À, đây là cái này là xã Phú Thọ. Cái này có bán tiền hay là cho cô? Dạ cho chứ. À cái này cho uống không vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, cho uống không là tiền đâu mà cho uống không dữ vậy? Hả? Cô có cho uống không là tiền đâu có mà cho uống không nhiều dữ vậy? Trời ơi cô nữa. Trời ơi, quá xá là lớp nào nước nôi quá nhiều quý vị ơi. Hôm nay là coi như ngày lễ này nước lạnh quảng cáo luôn quý vị ơi. Quảng cáo la không lấy tiền mà quảng cáo luôn. Ở đâu hả con? Ở đâu hả? Dạ, Phú Mỹ. À dạ Phú Mỹ hả? Dạ. Ôi ơi. Có anh cái này là ở Phú Mỹ mà nãy giờ tôi tưởng tôi ngỡ rằng ở bên Mỹ gì vậy chứ. Còn đây thì xã Phú Thạnh chị, ban trị sự xã Phú Thạnh. Ban trị sự xã Phú Thạnh. Còn đây là ban trị sự của phường Lâm Sơn. Ở đó chú rõ vậy thì
Đây, cái này là những thứ tài chị thích cái hình này chị nha. À, quay cái hình này cho Đức Thầy cho chị coi, cái hình đó là chị thích đó nha. Cái hình này là phải nói là dễ thương lắm chị nha, quá dễ thương Đức Thầy. Rất là hiền hậu. À, còn đây là ban trị sự phường Long Thạnh, đây là ban trị sự phường Long Thạnh. Cái xe mà vườn Long Thạnh đó, ngã Tân Châu đó. À, còn đây thì chuẩn bị thì đêm nay là diễn một cái đoạn mà của Tài Thiên Đại Thánh. Thì đây là tối một cái màn kịch này phải nói rất hay là Tâm Tạng Đi Thỉnh Kinh. Đây là Trần Huyền Trang, Tài Thiên, Bắc Giới, Ngộ Tịnh, Sa Tăng. Đêm nay tất cả có những vị Phật ra đời vào 2640 mấy năm về trước thì sẽ có Ma Vương xuất hiện. Bộ phim này rất đẹp quý vị. Thì tôi sẽ trực tiếp quay cho quý vị coi trong một đoạn phim của Tài Thiên Đại Thánh. Đêm nay hai đồng đạo thấy đêm nay là chỗ này nè, là đêm nay là diễn là phải nói rất hay, là chỗ này là Tâm Tạng Đi Thỉnh Kinh và có dắt theo tất cả môn độ môn đệ đó, thì như Tài Thiên nè, Bát Giới nè, Xe Tăng nè, Ngộ Tịnh nè, tất cả, và trong đó là có Đức Phật, và trong đó có Ma Vương được xuất hiện, rất hay rất đẹp. Ủa, quý huynh hình như là ban trị sự mà phải không? Ban trị sự ở đâu huynh? Ban trị sự ở đâu hỏi cho biết vậy chứ đâu có gì. Ông là ông gặp tôi là Kinh Thánh Địa Miền Tây là tôi đó. Cái này ban ban trị sự xã Phú Thọ. Phú Thọ, Phú Thọ này đây hả? Phú Thọ mình đây. Ôi, rồi. Vậy sao? Có gì hỏi thêm. Dạ. Đây. Bây giờ tối mình lên coi gặp của mình trên đó không? Quynh tên gì Quynh? Thứ mấy? Dạ. Quynh thứ mấy? Dạ, là cái này mình ở cái những cái xe hoa này đây, mình xuống đây để mình để đây để mình diễn hành đó hả Quynh? Xe hoa xã Phú Thọ đó là Thái Thọ là Thái Tử. Dạ. Thái Tử và hậu sinh ra Thái Tử bước bảy cái bông sen. Vậy hả? Hậu qua cha đó. Bước bảy cái bông sen. Khoan, đợi tôi chút xíu. Không có sao. Thì, kính thưa quý vị, chúng tôi bữa nay là nhằm lúc là vào ngày 17, lúc này khoảng 8 giờ ngày 17 mà chúng tôi từ dưới Bến Phà lên đây là rất đông quý vị. Phải nói cực kỳ là đông lắm. Thì hôm nay chúng tôi cũng gặp được sư huynh ở xã, cái này là kêu xã gì sư huynh? Xã Phú Thọ. Đây là ông phó ban. Phó ban thì nói đúng ra bữa nay gặp phó ban rất đẹp lão. Bây giờ năm nay mình thấy cái lễ 18 năm nay mình thấy cái khách mà đi hành hương mà xem lễ là thấy so với năm ngoái làm sao sư huynh? Thì cái lễ năm nay đó, ngày lễ 18 tháng 5 của thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ
năm nay có thể là số lượng khách đông hơn năm ngoái đó, thì các cái xe qua đó cũng nhiều hơn cái năm ngoái đó. Thì bà con đồng đạo các xã thì cũng tụ về đây để làm lễ ngày 18 tháng 5 của thầy đó. Dạ đúng rồi, tôi thấy năm nay số lượng rất đông, mà tôi thấy năm nay là có cái về ngày sư huynh. Theo ý nghĩa của tôi đó nha, hồi trước giờ đó thì người ta không biết, người ta đi chùa đi chiền đồ cúng này kia nọ ha, nhưng mà ngày mà sư Minh Tệ mà xuất hiện tới giờ, tôi thấy người dân là phải nói hình như là nghiêng qua bên cái đạo Hòa Hảo của chúng ta là rất nhiều. Bây giờ là đức thầy của nói chúng ta là nói là học Phật tu nhân, tức là tu nhân đạo, tức là chúng ta ở gia đình tu cũng được, chứ không phải là cần bởi vì thầy nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm trên non trên núi đó. Thì bây giờ hôm nay thì cái ngày lễ này tôi thấy năm nay là rất đông như sư huynh mới vừa nói, thì theo mà cái ý nghĩ theo như huynh thấy là như sư Minh Tệ mà xuất hiện gì đó huynh, mình thấy có hợp lý theo cái thời này không vậy? Minh Tệ có hợp lý theo sư Minh Tệ xuất hiện có theo hợp lý cái thời bây giờ không? Mình thấy năm nay là dân số rất đông vậy đó. Đạo bảo có theo không? Mấy mình nói năm nay thì sư Minh Tệ xuất hiện thì cũng như cái thời mạt pháp này đấy đó, thì coi như là phải nói là vậy hả? Ý muốn nói là ý muốn nói năm nay lễ 18 tháng 5 thì dân số của chúng ta từ Bắc từ Nam nè, tất cả những hôm nay tôi quay cùng phim tất cả những nước ngoài bên Mỹ rồi đó, có số bà con cũng có hỗ trợ một số tiền để mà giúp vô này cái nọ rất là nhiều. Thành thử ra người ta về không được, thấy không, họ về không được, người ta muốn là quay cùng phim này để làm kỷ niệm là trong ngày lễ 18 tháng 5 đó. Mà năm nay mình thấy là coi như là sư Minh Tệ đó huynh xuất hiện ra, mà năm nay tôi thấy càng ngày là dân số là theo cái đạo Hòa Hảo chúng ta là rất đông đó. Mà theo như sư huynh nghĩ là năm nay là thấy có số lượng có đông hơn như năm ngoái không huynh? Thì theo năm nay đó thì nhận xét là năm nay nó dân số rất đông, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã trụ về đây rất đông so với những mấy cái năm trước. Cái đoàn xe qua trong huyện và ngoài trong huyện, các huyện có cũng về đây cũng đông hơn năm rồi. Thì năm nay là cái ngày lễ của thầy rất quan hoành tráng, rồi thì bà con đồng đạo đã tụ họp về đây đông chuyện cái lễ của thầy ở cái thánh địa Hòa Hảo này, an hòa tự này, và tổ đình cũng rất đông từ trên xuống dưới, là mình tín đồ cũng hưởng ứng tham gia nghe lời thầy dạy đó. Thì bây giờ là các ban trị sự khác cũng về đây cũng dự cái ngày lễ của thầy rất đông, thì bà con cũng hài lòng vì cái ban tổ chức cái ngày lễ của trung ương ra, thì bà con cũng nói theo chấp hành cái sự của trung ương ra, thì làm cái lễ cũng là cũng hoàn sáng, thì bà con cũng đồng đạo sắp xếp cho đoàn xe ba có chỗ nơi nghỉ dự cái lễ gì đó ngày là tới ngày 18, ngày mai 18 là các đoàn xe qua sẽ đi tiến hành chỗ nào tới cổ đình rút kim thầy về lễ ngày 18 lễ lễ rồi xong ngày 18 thì ngày 18 đi về tên Trân Châu, thì là Trân Châu diễn hành trên Trân Châu đó, thì có cái chương trình đại lễ như vậy đó, ban chương trình trung ương đề ra vậy đó. Nó từ bây giờ là thấy hiện bây giờ là bữa nay là ngày 17 mà các tín đồ khác nhau tụ về đây cũng rất đông, thì cũng vui mừng cái ngày đại lễ. Thôi vậy cũng cảm ơn sư huynh đó, sư huynh. Dạ.